Dobrý den. Ahoj všichni, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với Học Tiếng Séc cùng Tamda và Magnus. Mình tên là Ngọc và hiện giờ mình đang làm giáo viên tại một trường tiểu học ở Lebush và Ngọc cũng đang dạy tiếng Séc tại trung tâm Magnus ở Praha nữa. Sắp tới Ngọc cũng xin mở các khóa học online cho những người ở xa nên nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy liên lạc với Ngọc hoặc vào trang Facebook của Magnus tại đây. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học các cụm từ hoặc các câu rất hay dùng khi vào tiệm cắt tóc kadeřnictví hoặc tiệm làm móng nechtový salon. Các bạn có thể dừng video từng đoạn một để nói lại các câu hoặc viết xuống các cụm từ. Ok, vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Các bạn thử tưởng tượng chúng ta đang ở tiệm cắt tóc và những câu sau là người cắt tóc nói, tức là thợ cắt tóc, chúng ta gọi là kadeřník. Kadeřník hoặc là kadeřnice. Kadeřnice. Trước tiên Ngọc sẽ nói thợ cắt tóc nói gì và sau đấy mới đến khách hàng nói gì. Câu đầu tiên. Xin chào ngài, xin chào bà, đã đặt lịch chưa? Dobrý den, máte rezervaci? Dobrý den, máte rezervaci? Có nghĩa là xin chào ngài, bà, ông bà đã đặt lịch chưa? Nếu chúng ta muốn hỏi là ông hay bà có muốn đặt lịch không? Thì chúng ta sẽ hỏi là Chcete se objednat? Chcete se objednat? Xin chào ông bà. Ông bà có đợi được 10 phút không? Dobrý den. Počkáte 10 minut? Dobrý den. Počkáte 10 minut? Nếu chúng ta muốn hỏi là ông bà mong muốn cái gì? Thì chúng ta sẽ hỏi là Co si budete přát? Co si budete přát? Hoặc chúng ta cũng có thể thay bằng thì hiện tại, tức là Co si přejete? Co si přejete? Nếu chúng ta ở tiệm tóc và chúng ta muốn mời họ xem, chọn màu, thì chúng ta sẽ nói là Vyberte si barvu tady. Vyberte si barvu tady. Tức là ông bà hãy chọn màu ở đây. Ngài bà muốn cắt tóc như thế nào? Ông bà muốn cắt tóc như thế nào? Jak byste chtěl nebo chtěla ostříhat? Jak byste chtěl, jak byste chtěla ostříhat? Nếu chúng ta muốn hỏi ông bà muốn cắt như thế nào thì chúng ta sẽ có một cách hỏi cho nam và một cách hỏi cho nữ. Mọi người lưu ý là khi mình nói chuyện với con gái, với phụ nữ, mình luôn phải cho thêm cái A ở đằng sau. Tức là Jak byste chtěla ostříhat? Jak byste chtěla ostříhat? Có cái A thì là mình đang hỏi nữ. Còn nếu mà mình hỏi nam thì chúng ta sẽ nói là Jak byste chtěl ostříhat? Jak byste chtěl ostříhat? Nếu chúng ta muốn hỏi về cái độ dài, tức là ông bà muốn ngắn như nào, thì chúng ta sẽ hỏi Jak krátké to chcete? Jak krátké to chcete? Hoặc chúng ta cũng có thể đệm thêm cái từ vlasy. Vlasy có nghĩa là tóc. Jak krátké chcete vlasy? Jak krátké chcete vlasy? Nếu chẳng may mà tiệm của các bạn quá đông thì chúng ta có thể nói là chúng tôi xin lỗi nhưng chúng tôi kín đến tận tối. Omlouváme se, ale máme obsazeno až do večera. Omlouváme se, ale máme obsazeno až do večera. Sau khi chúng ta cắt tóc xong, chúng ta sẽ hỏi là khách hàng có hài lòng không? Ông bà có hài lòng không? Jste spokojení? Nebo jste spokojená? Jste spokojený? Jste spokojená? Ok, vậy bây giờ mình sẽ chuyển sang khách hàng nói. Nên là mình sẽ chuyển sang là khách hàng sẽ trả lời như thế nào. Zákazník říká. Zákazník říká. Xin chào ông bà. Ông bà có chỗ không? Tức là có chỗ để nhận khách không ấy. Dobrý den, máte volno? Dobrý den, máte volno? Ngài bà có cắt tóc cả nam và nữ không? Ngài bà có cắt tóc nam và nữ không? Stříháte muže i ženy?
stříháte muže i ženy. Cái từ stříháte rất khó để phát âm nên chúng ta sẽ dừng một chút ở đây. Tức là mọi người cái cách những cái âm ra stříháte. Stříháte. Dành cho những khách hàng mà cái thích đi cắt tóc nhưng mà chỉ thích cắt một chút thôi thì họ có thể nói là làm ơn chỉ cắt một chút đuôi tóc, làm ơn chỉ cắt một ít cái phần đuôi tóc thôi, thì họ sẽ nói là jenom zastřihnout konečky prosím. Jenom zastřihnout konečky prosím. Đương nhiên cái từ làm ơn prosím có thể đứng một là ở đằng trước hay là ở đằng sau, tức là prosím jenom zastřihnout konečky. Prosím jenom zastřihnout konečky. Nếu họ muốn kiểu tóc mới, chúng ta tạo cho họ một kiểu tóc mới hoàn toàn thì con trai sẽ nói là chtěl bych nový účes. Chtěl bych nový účes. Còn con gái sẽ nói là chtěla. Chtěla bych nový účes. Nếu họ muốn cắt tóc mái hoặc họ cần tạo cái tóc mái nó kiểu khác, họ sẽ nói là tôi muốn mái. Nghĩa là chtěl bych ofinu. Chtěl bych ofinu. Nữ sẽ nói là chtěla. Chtěla bych ofinu. Chtěla bych ofinu. Và cái câu gần cuối họ đi về, họ sẽ hỏi là tôi phải trả bao nhiêu tiền. Tôi phải trả bao nhiêu tiền có nghĩa là kolik vám mám zaplatit. Kolik vám mám zaplatit. Họ cũng có thể dùng cái tiếng lóng của người Séc ấy, họ có thể nói là tôi nợ ông bà bao nhiêu. Tôi nợ ông bà bao nhiêu có nghĩa là kolik vám dlužím. Kolik vám dlužím. Nếu các bạn cảm thấy là họ thích cái kiểu tóc mà các bạn vừa cắt cho họ hoặc vừa tạo kiểu cho họ, họ sẽ nói là líbí se mi to. Líbí se mi to. Tôi thích kiểu này. Hoặc họ cũng có thể nói là tôi rất hài lòng. Tôi rất hài lòng có nghĩa là jsem moc spokojený. Jsem moc spokojený. Là tôi rất hài lòng là người nam nói, còn nữ nói sẽ là jsem moc spokojená. Jsem moc spokojená. Tuyệt vời ông mặt trời. Buổi học tiếp theo cũng là một buổi học cuối cùng về đề tài này. Và chúng ta sẽ tiếp tục học về các cụm từ và các câu giao tiếp trong ngành móng tay và ngành cắt tóc. Các bạn nếu mà có bất cứ cái thắc mắc gì hay là muốn hỏi Ngọc thêm cái gì về tiếng Séc liên quan đến hai ngành này thì các bạn đừng ngần ngại chia sẻ và bình luận ở dưới phần bình luận của trang Tamda Škola hoặc là của trang Magnus. Và cuối cùng, Ngọc xin chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui và hẹn gặp các bạn vào tuần sau. Mějte se krásně!